Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì video này á, mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách để mà phục hồi á, khi mà cái chén xăng của bình xăng con mình nó bị chảy. Thì mình thấy có rất nhiều cô chú anh chị á, khi mà cái chén xăng này nó bị chảy nè, thì tất cả cô chú anh chị á, là cũng đã thay miếng gòn này rồi ha, thay cái miếng gòn này rồi nhưng mà nó không hết chảy. Thì mình thấy tất cả cô chú anh chị tha keo tờ lơ hộp dưa chứ á đó, nhưng mà mình thấy nó vẫn gịnh ha. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ tất cả cô chú cách để phục hồi chén xăng này, làm sao mà cho nó hết chảy ha. Thì như tất cả cô chú đã biết, cái chén xăng này chảy là do lâu ngày mình siết, thì mình gắn vô như nè, mình gắn như cái bình xăng con vậy nè, mình siết lâu ngày, cái lâu ngày nắng mưa, nói chung là do thời tiết đó và thời gian, thì cái chén xăng mình nó sẽ bị vên. Cho nên á, là dù cho mình thay cái gòn mới này luôn nhưng mà mình gắn vô nó vẫn hơi gịnh ha đó. Thì làm sao mà được hết cái bệnh này? Thì đối với một số chén xăng này là câu chúng chị thấy không, nó có cây ti để mà chạy xăng dư đó, một số bình xăng là có ha. Và có một số bình xăng á là nó xài chén vuông đó, chén vuông, nói chung là đủ thứ chén chứ á, nhưng mà chén nào thì nói chung á thì cũng y gan như vậy thôi. Nếu mà nó có cây ti ở đây nè, thì tất cả cô chú anh chị lấy cây ti này ra, tại vì những cây ti này á, nó đều rờ ở trên ha, nó không có liền được, nó không có làm liền đâu đó. Thì mình lấy cây ti này ra cực kỳ dễ dàng, thì tất cả cô chú anh chị dùng cái cây, dùng cái kèm nè, mình sẽ lắc mình tháo ra ha đó, cực kỳ là đơn giản, không có gì hết trơn đó. Thì nó bên cái này thì mình xử lý như thế nào đó, thì cái này thì tất cả cô chú anh chị đem lên cái bàn y tô của mình á, đem cái y tô chỗ nào nó vững á, thì mình sẽ kẹp vô đây nè đó, mình kẹp nhẹ thôi là cảm thấy nó không rung lắc. Xong á, thì tất cả cô chú anh chị mua một cây vỗ bản, một cây bản dẹp á, vỗ bản dẹp ha, vỗ bản dẹp á, thì mình sẽ gà nè, mình sẽ vỗ gà đều đây nè. Thì những cái chỗ nào nó phiết á, những cái chỗ nào thì tất cả cô chú anh chị biết rồi, những cái chỗ nào nó phiết á thì nó sẽ hủng xuống, còn những chỗ nó cao á thì mình sẽ vỗ nó bằng đều xuống hết ha, nó bằng đều xuống hết là nó không còn cái hiện tượng mà chảy xăng nữa ha đó. Cái này là Trần Bạc chỉ làm cái mô hình thử nghiệm cho tất cả cô chú anh chị thôi. Nếu mà tất cả cô chú anh chị muốn làm cái này á thì phải đầu tư cho mình một cái vỗ bản bự đó, và kẹp đi tô ha, thì mình đưa neo này mình vỗ mình gà là hết trơn. Thì cái mặt này nè, khi mà tất cả cô chú anh chị vỗ ha, thì nó sẽ sáng đều hết trơn, là tức là nó sẽ bằng rồi đó. Còn mà tất cả cô chú anh chị thấy những chỗ nào mà nó không sáng, là những chỗ nó cong quên nó hỏm, thì mình vỗ liền xuống hết là ok ha đó. Còn mà tất cả cô chú anh chị muốn kỹ nữa ha, nó là thật sự là muốn cực kỳ là kỹ luôn đó, cái này là chỉ cho tất cả cô chú anh chị cách mà kỹ như người nào mà kỹ nữa ha. Thì mình dùng cái miếng giấy nhám này nè tất cả cô chú anh chị, nó mình dùng giấy nhám mịn hay nhám nhật này ha, thì mình sẽ quấn vô cái vũ dẹp á, mình sẽ quấn vô cái vũ dẹp sau khi mà mình vũ xong ha. Thì mình gà là cái miệng này nè đó, cái vũ dẹp nha, cái này là mình không có cái vũ dẹp, mình dùng cái vũ ba lá mình để hướng dẫn nó cô chú anh chị thôi. Thì mình dùng cái miếng nhám nè, mình sẽ gà xương ngay lại ha, mình sẽ gà xương cái mặt này nè, thì cái mặt này nó là càng bóng càng đẹp hơn nữa ha, thì nó càng thích hơn nữa đó, cái đó là cách làm là kỹ hơn nữa đó đó. Thì cái chén xăng này cũng vậy đó các cô chú anh chị, nếu mà nó bị xì á đó thì mình cũng làm y gan vậy thôi, tại vì có một số chén xăng ha là vẫn có, còn ví dụ như những cái bình xăng hiếm này kia đó không có, thì tất cả cô chú anh chị á cũng bắt buộc phải làm cách này thôi đó, chứ có khi là có những cái chén xăng là mình mua không có ha đó. Thì cái này cũng vậy, mình tháo cái gòn ra thì mình cũng gà tương tự gan như vậy thôi đó, thì mình gắn vô là bảo đảm không bao giờ mà xì xăng nữa ha đó, tại vì nó không còn độ không quên nữa. Rồi mình là Trần Bạn Giang ha, video mình này kết thúc, nếu bạn xem video mình thấy ok nhớ cho mình một like đăng ký kênh hộ mình nhé, cho mình nó cao các bạn.